Chào toàn thể anh em nhé. Nay mùng 1 tháng 9 này. Đổ cầu hôm trước đi cầu về mưa gió cứ mốc hết này, ướt này. Nhưng mà cái lăng xê đấy nó bỏ đằng sau này, vẫn ra đi là ngon này. Trộn mùi lăng xê và hôm nay tối mùng 1 tháng 9 đi đánh nhá. Bây giờ nó khoảng tầm bây giờ là chính xác là 5 giờ 28 chiều rồi. Ra đến hồ là nó rơi khoảng 6 giờ. Trộn mồi ra đến hồ nó phải 6 rưỡi. Mồi này là lý do nó hôm nay nó tơi nhanh như này bởi vì tôi bóp trước một chút rồi anh em nhé, nên giờ tôi bóp thêm thôi, nhanh thôi. Tôi thấy mùi nó chưa được ổn lắm, tôi cho thêm ít chất tàu nữa. Được rồi. Đây là cái tôi hướng dẫn này, tôi trộn cho anh em đấy. Mà kèm theo lăng xê ấy. Cái này chưa phải bài một khóa của tôi. Hôm nào tôi sẽ video sau tôi sẽ câu cái bài một khóa thôi. Đánh cũng lên cá mà nó không hiệu quả bằng cái bài một khóa. Bây giờ ra đến hồ là cũng phải vớ vẩn là tối rồi, không biết là đã tối chưa, vớ vẩn là tối thật. Nên là tôi nắm trước tất cả lăng xê ở nhà xuống đến đấy thì ném câu một cần thôi, nhưng mà tôi mang bốn lăng xê đi đề phòng bị mắc bị miếc nó kia. Ok.
mỏi dừ hết cả tay, lần nào cũng thế, bóp ngồi đấm xe xong là mỏi dừ hết tay. Trộn chỗ này là câu, nếu mà không bận gì thì tôi sẽ câu đến khoảng 10 giờ tối tôi về đấy, có nghĩa là 6 giờ đến 10 giờ tối, 4 tiếng đồng hồ đấy. Hôm nay là mùng 1 tháng 9 thì sinh viên các trường về hết rồi, nên là tôi cũng dành được một chút, tôi cố gắng tranh thủ đi câu làm video cho anh em xem, và tiện tôi quảng cáo luôn cái lăng xê của tôi này anh em, một cục lăng xê tôi nắm hết rồi, 4 cục vào đây. Xuống đến nơi thì chỉ việc ra cần và ném thôi. Mồi hôm nay tôi trộn hơi cứng nhá anh em nhé, đây là tôi nắm lỏng này, nắm lỏng này để xuống nước phát nó tơi luôn. Chỗ này thì tôi nắm hơi cứng thôi, tí nữa ở chỗ kia thôi. Các cái đằng sau đây tôi phải cho thêm nước cho nó nhão ra một chút. Lưỡi câu này anh em không quan trọng là cắm ngược hay cắm xuôi, xuống nước đằng nào nó cũng bung ra anh em ạ. Để mình cắm xung quanh đây là được, không quan trọng là cắm ngược hay cắm xuôi. Nắm rất hời hời này, xuống nước tí là nó tung ra thôi. Đấy, cái gói mồi tôi tặng theo anh em đấy, anh em cứ câu làm theo hướng dẫn đấy, như tôi bóp mồi thế này. Nhưng mà chỗ này là cái số lượng tôi nhân đôi với cả cái chỗ tôi cho anh em ấy, có nghĩa là nhân nhân đôi số lượng lên thì nó mới được nhiều thính như này. Mà câu tôi câu không hết, tôi về tôi bỏ vào ngăn đá, cả tháng sau, 2 tháng sau câu vẫn ok, không vấn đề gì cả. Anh em nắm quen thì nắm rất là nhanh thôi. Đấy, này tôi nắm hơi to này. Lưỡi nó cực kỳ bén nhá anh em, mà nó nhỏ anh em dòng cá cẩn thận. Nói thật anh em mà cứ làm theo đúng như hướng dẫn của tôi thì không vấn đề gì cả đâu. Thì anh em câu thoải mái luôn, không bao giờ phải lo nghĩ về chuyện lưỡi câu lọ kia. Dính cá chim thì thi thoảng trường hợp đứt dây vẫn có, thì cá chim mình tránh nó ra được. Dù thì dù vẫn chết. Đây anh em, 4 cục lăng xê này, đây 4 cục này, này xuống hồ chỉ việc ném thôi. Chỗ này tôi sẽ cho thêm nước tôi trộn cho nhão ra một chút nữa. Xong
Ok anh em, xong. Bây giờ tôi sẽ đi ra hồ. Hôm nay là trời tối nhá, đâm ra là quay video chắc là nó hơi khó một chút này. Đây. Măng xê thì cho kia rồi. Đây là hạt xốp này. Ok. Hôm nay thì tôi sẽ lắp phao được câu. Phao câu này. Ôi, chú hồ nó lại tưởng câu nó lại không cho câu lăng xê. Hồi mọi khi nó vẫn câu thôi nhưng mà nó xem nhiều người ít người như này đã. Ok anh em, bây giờ đi ra hồ nha. Bây giờ mới đang ra cần nhé, vừa ra đến hồ. Hôm trước đi về nào, để một kiến kiếp đây cần này. Hôm trước đi câu về cực ẩu luôn các ông nhá. Máy móc vứt nó cộn cộn quẹo cả tay. Chết cứng cả cựa. Nghĩa này, nghĩa là thù. Úi giời. Không phải. Cái này thì nhắm đầu. Đây là đúng cái chỗ lắm nắm bọt đấy. Hôm nay có vẻ không ăn mấy nhỉ. Đâu anh vừa mới ra, anh cầm cần câu mãi mà. Anh mới sang đây được khoảng nửa tiếng. Cắn rồi kìa. Chuẩn bị kéo bơ xong sọc. Đây ở nhà mang đi nha. Này tôi nắm hơi 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 chắc một chút. Sao rồi nhé. Đây. Đỡ lau bảo hẹn. Ừ. Lắp phao vào cho giống công. Em đánh dích dích ra ngoài ngoài thì anh em đem đúng chỗ cái bọt bọt đấy. Sao không vừa lắp đâu nhỉ? Tới rồi. Đã lắp đéo đâu đi. Cầm lên cầm xuống chưa? Chiều chéo à? Anh nhắm thẳng đây. Đấy anh ném thẳng chỗ cái bọt bọt đấy. Em đánh rích ra đầu ngoài kia một tí gần chỗ dây ấy. Gần dây thép ấy. Ôi giời cất phải. rồi, Anh em giật tay lại. Đấy mẹ này. Chụp cần không nhỉ? Tắt nhé. Chưa. Không sắt ngoài kia. Vâng. Ủa? Không mang cái chống cần nào? Vui nhỉ? Hay không mang về? Có thể chết rồi, thế thì hôm trước trước vứt hết ở trên hồ kia rồi. À đây. Thế hôm trước trước vứt trên hồ kia một cái chống cần rồi. Nay là còn không mang ghế ngồi nữa chứ. Ok, xong. Quả vừa xong ném anh em nhá. Đây vừa ném khoảng 15 phút dính. Cái con gì? Là em đầu tiên nhá. To hay nhỏ đây? Ui giời. Chết rồi, bé rồi. Trôi 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 con này. Chạy hôm hoắm. Ôi, cá trôi nhỏ anh em ạ.
Thôi, động viên, tổng động viên được con trôi đầu tiên nhá. À, vừa dính một chôi nữa nha. Trời sắp tối rồi. Con này khá khá đấy. Đây anh em này. Lăng xê nó đóng, nó không, cái này nó còn chưa đóng vào mồm này. Đây là con cá nó hít hít xốp. Nó dính vào mũi này. Anh em nhìn này, móc thẳng vào lỗ mũi con cá luôn. Một cái này là đóng vào thịt còn rất sâu này. Đây, có ngạnh. Đấy, nó đóng thẳng vào lỗ mũi luôn. Hôm nay tôi đi một mình nên với có ông anh ông ngồi đây thì nhờ ông quay hộ được một lúc. Ông ấy vừa về được một tí xong. Không có ai quay phim cả, anh em thông cảm nhá. Lúc dòng cá. Đấy, chuẩn bị sẵn khi cho cá lên là móc vào ném luôn, không mất công ngồi nắm mồi nữa anh em ạ. Trôi thứ hai nha, khoảng tầm 40 phút rồi hôm nay cá ăn chậm. Tôi chuyển cục mồi lăng xê ở đây cho vào túi, túi cá hôm trước thằng em nó cầm mà nó chưa đưa cơ. Tạm thời cho cá vào túi bóng. Anh em mọi hôm đi thì đông anh em đi này. Hôm nay cho nó bận hết rồi, còn tôi đi một mình này. Đấy, một mình. Tôi đi câu một mình, không ai quay phim. Chép con này. Ok anh em. Chép đây này anh em, nó đóng thẳng mồm để dắt như dắt con trâu này. Này chạy vào mắt. Xuyên vào trong mồm. Sừng nhá. Coi như thay cái đèn pin đi. Không nhét vào tù nhá. Này cá ăn chậm anh em ạ, mới được 3 con thôi. Anh em, ở đây vừa lăng xê vừa đóng hàng này. Do có một mình tôi không quay phim được, chép này. Con này ở đây nếu mà so với cá ở đây là to đấy.
Con này chắc cũ đấy. Này. Cân 7, cân 8 thôi. Hồ khác thì là cá bé nè. Đang sẽ đóng thẳng vào trong mồm anh em này. Không chạy đi đâu được. Dòng con này phê lắm. Nhưng mà mỗi tội không có ai quay phim. Nói cả đây là buổi tối. Đóng một phát hai lưỡi luôn. Này thì không bao giờ chạy được. Ba lưỡi này. Một lưỡi vào vây. Anh em này. Đây. Chép đẹp nha anh em nhé. Okay. Đây là con bị mắc vào gốc cây nữa rồi đấy. Đây phải lội ra hồ tôi lấy. Cái lăng xê cứ để đây đã. Cho cục mồi vào. Để ném trước. Ok, cái loại chồi mới đẻ này. Không đóng vào mồm nha anh em nhá. À. Đóng rách môi trên không vào cái lưỡi nào vào mồm luôn. Con trôi lúc nãy thì dính một phát con trôi to. Hít phát vào mũi. Dính một cái lưỡi đúng vào lỗ mũi ngập vào trong lỗ mũi luôn. Sợ. Để nó đóng bia kìa. Đây anh em này. Nắm mồi sẵn này. Thế mà cá lên phát là chỉ được ném ra thôi, nó không mất thời gian. À, trôi con nó dính này. Anh em nhìn xoắn tít thở lò vào đây vừa xong có cụ em xuống. Nên là có người quay phim bây giờ mà được con to quay thì phê lắm này. Cũng lại con chép kia mà có người quay thì ngon, con chép. Phi vụ cái chân cái chuồng lội hồ gỡ cá. Tổng chị Vân ra. Chiều anh tưởng nhìn thấy ra thu tiền. Vòng đi vòng lại đúng 4 lần. Cứ chui vườn nhà nó lại chui ra. Đéo thu tiền. Ném nó đéo đúng chỗ chứ đúng chỗ ném phát ăn ngay chinh nhỉ. Ừ. Chiều ngồi nhà bọn sinh viên nó về hết vắng quá. May đi mẹ. Sáng ép cái sổ đỏ cho thằng ôn run tay thật. Sao thế? Chỉ sợ nó cháy. Sổ đỏ có mấy thằng dám ép đâu. Nó mà cháy thì sổ đỏ thì đèn bao tiền đúng không? Ừ. Mẹ đang định đéo ép đi xong vắng khách quá thế này cố ép ấy thôi. Ép ép một lần rồi ép một lượt thôi đấy anh. Ép một lượt nó còn nổ linh tinh cái mẹ bảo sổ đỏ em thì ép thì thôi không ép kỹ cháy của anh. Ép một lượt lấy 50 một cái tờ mỏng mỏng A4 lấy 10.000 ra đấy thì cái ấy rẻ. 2 cái 60.000 mai câu bao giờ hết mồi thì về thằng đéo nó mai sẽ đi câu mùng 2 tháng 9 mẹ khoai lang đéo độ này đắt thế. Chiều anh chạy ra sáng anh mua chợ nhổn 25.000 cân. Anh em là dính cá cái nó rối tinh rối mù rồi. Nhưng mà cái lăng xê mà bao giờ dây nó phải xoắn tít thò lò như này thì nó mới được nhiều cá. Thì còn lăng xê mà các bạn câu mà xong rồi dây dù nó cứ thẳng tưng ra thì chứng tỏ nó chưa được cá thế thôi. Có cá thì nó mới xoắn được dây. Anh em hiểu không? Hôm nay thế là mới được 5 con anh em nhá. 3 trôi à. Ừ, 3 trôi 2 chép nha. Thì 2 trôi to to.
À, một một chôi to chứ. Một chôi to, hai chôi nhỏ và một chép nhỏ và một chép to nhé. Ok anh em. Đây là 5 con rồi. Đây. 5 sẵn mồi này. Để đây. Ok, tí xong là lên chỉ việc đánh thôi. Ok anh em. Ok anh em mít nhá. Rồi. Đây. Anh em nhá, lên hình nhá. Anh quay đâu, anh quay đâu? Chưa biết con gì nhá. Anh quay. Nó vượt nhanh. Ôi giời ơi, mẹ nó chạy như điên. Con đuôi à? Thôi, nhấc. Ôi, to đấy, kéo lên. Được. Quay con mang túi đựng báo về. Đây anh em này. Mai mới đi. Mai cũng đi, hôm nay cũng đi. Con này đọc vô đâu mà kiểu anh nhắng ấy. Cũng to đấy. Ôi, ra lưỡi câu cho mày kéo đấy. À, lưỡi câu đâu đây rồi. Mẹ có tay. Anh quay xe con cá này lên đây luôn. Đây đây đây, đây 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 đây. Ngay chỗ gần. Trinh quay luôn. Quay luôn một chạm. Đấy, nằm đâu góc này này. Đây có sợi cửa ở trong chống cần này. Đấy. Chẹp đấy, chẹp củ đấy. Quay gần gần. To. Gần, quay gần, to. Đôi cân. Anh cứ cắt cửa cái. Đây mừng cái bật lửa. Em đốt. Rất tốt. Thôi chung. Con trôi bé đằng này nữa anh này, ở trên chỗ ngôi mộ ấy. Rồi anh em nhá, rồi lại lên nhá. Hàng gì đây mình không biết. Trôi rồi. Chép. Ui con này phải 3 cân. Đấy đang nó con này đang về trời hay sao ấy. Anh đừng để đấy bẩn của em ngồi cả áo quần này. Em nhìn nhá, rất to nhá. Ngon này, con này sốt cà chua ngon đấy. Đóng cá vào mép ngoài. Như chép nhà bệnh. Ừ.